Và sang luôn dành cho game thủ chim sẻ. Vâng, gỡ mồm đọc sang đấy mà anh ở sang luôn. Trận này mà thắng thì chim sẻ sẽ có một tâm lý cực kỳ thoải mái. Vâng, chim sẻ nắng là bạn thân của Kenny Sang. Anh em họ. Nên mà hai trận cầm sang khi gặp Cam Quýt rồi. Vâng, không biết Cam Quýt cầm quân gì. Yamato. Hiêu đầu đôi vừa gãy quả đâu. Sen với Ia. Đúng là 1-10 và 1-8. Ia nó kém Sen ở cái ép đời. Nó không phải là kém quá nhiều. Nếu như mà đồ ăn gần và nông dân không phải mất thời gian di chuyển nhiều thì Ia nó cũng không kém Sen nhiều về ép đời đâu. Và nó có cung Nga. Cung Nga kẹp chém Ia thì đúng là cực kỳ rát. Mình là cung Nga kèm lạc đà. Nó có thì là hỗn mã. Nói chung là dù sao Sen ở trong cái map La G này thì nó vẫn là đỉnh cao rồi. Đánh Sen cái map La G vẫn là sướng nhất. Một bầy hiêu kép thì phải. Nói chung là về cái thế nhà trong trận đấu này thì không ai chê nữa rồi. BB đi rồi. Thank you.
Vâng, và như vậy chúng ta có thấy rằng cam quýt anh lên đời không muộn trong trận đấu này. Và có lẽ chúng ta cũng có thể biết được tại sao là Seng Vía nó chỉ là 1-10, 1-8. Vâng, rất ít nông dân làm vàng, nhiều khả năng là cung A thẳng và có P thủ. Không, vẫn có chém thủ đây, đến từ cam quýt. Vâng, dò xem có nhà BP hay không. Và như vậy là có L2. Đóng thêm E thôi, mít E rồi, đóng cả cái chỗ bãi vàng nữa, bò bế luôn chỗ này. Vâng, chúng ta có thấy cam quýt anh đang cho rất nhiều dân ăn vàng. Không hiểu là lượng vàng nhà cam quýt tại sao mà lại ít vậy. Vâng, anh phải cho quá nhiều nông dân ăn vàng luôn. Thấy cam quýt đi quân chim sẻ đẩy một tình huống vào bãi vàng quá ảo diệu. Một bài mà có lẽ rằng cam quýt anh đang có ý đồ là trâu chém trước sen của cầu thủ chim sẻ vậy. Không công không giáp được những con chém. Và có lẽ rằng anh đã nâng chặt gỗ hoặc nâng bổ vàng, hay là anh nâng chặt gỗ rồi. Anh nâng chặt gỗ rồi thì mới nhiều nông dân làm vàng như thế. Để nhiều năng là muốn sóc 3L thì phải. Một bài mà có lẽ rằng cần phải xem thêm bãi vàng thứ hai nhà cầu thủ cam quýt ở đâu. Nhiều khả năng là cam quýt đang rất muốn tìm bãi vàng thứ hai nhưng không có. Đâm ra lại phải cho rất nhiều nông dân làm cùng một bãi vàng. Về kích giáp 4 đi. Thôi tên này ngừng về kích giáp 4 cái. 125 thực và 50 vàng. Kích xịt rồi. Vâng, bây giờ thì có lẽ rằng làm gì còn cửa cho bên thủ cam quýt nữa. Khi mà nhà anh có một cái con dốc nó quá lợi hại. Bãi vàng nhà cam quýt chưa ăn được. Như vậy có cắm thêm 1-2 cung đờ vào bãi vàng ở khác hay không? Bãi vàng chắc ở thứ dưới là có một bãi vàng mà có lẽ là cam quýt anh đang ăn ở đấy. Vâng, tăng thêm những chiếc nhà BA tiếp theo đi. Có vậy, đến từ đội bạn nhưng mà chim sẻ đang đứng cung là cực tốt. Tôi nghĩ tên này nếu có đứng lại thì cũng chả biết ai ăn ai cả. Nhưng mà thôi, chim sẻ cứ chạy thôi, anh cứ chạy thôi. Vâng, cố đào thêm 30 vàng nữa, nâng cấp cái đầu máu là xong. Vâng, sóc dân đều, sóc quân đều.
và đó là chim sẻ nắng. Anh vẫn đang có bài cầm sen được gọi là mẫu mực ăn cánh rừng mới không, trên góc 12 giờ. Ơ kìa, ngừng nâng đầu máu à? Đủ 120 vàng nâng đầu máu rồi đấy. Sóc dân và sóc quân siêu đều. Có lên góc 12 giờ không? Yamoto đang rất trâu chém trong bài này. Vâng, lén phén đóng bố y nữa cho xong. Vâng, cho nó xong việc đi, đỡ tốn tiền máy của quán game đèn lồng đỏ. Giữ từng thằng dân một, đó là chim sẻ nắng. Rất đông chém của cái thủ cam quýt đang tụ tập ở khu vực này. Giật cung vào trong, chim sẻ. Vâng, quân của game thủ quân của game thủ cam quýt vẫn chưa thấy đâu. Như vậy anh giật về để đỡ nhà trong tình huống này. Rồi, tham nay đè 9-1 rồi. Và cửa gì để cho game thủ cam quýt đánh trận này nữa. Nâng cả giáp 4 cho những con sọc đơn. Vâng, cứ ngồi vừa sóc dân vừa sóc quân rồi. Nhưng mà đặc biệt phải sóc quân đều. Bắt buộc phải sóc quân đều. Chứ nếu mà sóc quân không đều là hơi bị nhọc ấy. Vâng, thôi thì làm cái y nước không thì cho nó chắc cốp cho nó xong. Vâng, lâu lắm rồi. Một bài bây giờ thì lực là quá khỏe cho game thủ chim sẻ. Hai bãi vàng ở ngoài đấy thì thôi chim sẻ có quản không. Và tôi chắc là game thủ cam quýt cũng chưa dám nghĩ đến ăn hai bãi vàng ở ngoài đâu. Bây giờ mà không biết là đóng y thì game thủ cam quýt lấy gì đỡ nhỉ. Nhưng mà đóng vậy thì nó thú tính quá. Chim sẻ bo nhà cực chắc. Chúng ta phải thấy là một bài mà một cái tính nó cẩn thận đâu mà không bo nhà bo nhủ nó cực chắc luôn. Đấy, chém có lọt vào nhưng mà nó vẫn chưa đá vào đâu. Vâng, một kích đi công và một kích về bắt. Đối với Yamoto thì đừng đùa. Mình là người phải gấp tầm 3 lần. Mình phải gấp 3 lần dân của game thủ cam quýt đấy. Cam quýt tầm 25 dân thì mình 75 dân đấy. Gần gần đấy thôi, sấp xỉ gấp 3 lần đấy. Không ít đâu. Bây giờ quản hai bãi vàng ở ngoài đấy thôi. Yamoto mà không có vàng thì nói chung là cũng chả có gì để đánh cả. Vâng, chim sẻ bây giờ là tham đè là do tham dân là chính thôi. Còn quân cũng không phải đè quá nhiều. Quân thì hơn được tầm khoảng 20 than. Nhưng mà dân thì hơn tầm 40 than. Chim sẻ đang rất trâu dân này. Anh bung bấy nhà nờ anh sóc. Lực cực khỏe.
nghìn mấy gỗ mà sao vậy, có Eton vừa rồi là vẫn xịt nhỉ, không hiểu là do cái gì á. Vâng, vậy e bắt tơn chém này. Vâng, vẫn nói chung là để ăn được dân chim sẻ khó lắm. Và tỷ số là 3-1 dành cho cái thủ chim sẻ thắng ở trong nhánh thua trận 4. 3-1